Chiều đi làm về thì có ông anh ổng đem bộ diều trắng lại anh em ạ. Ổng hỏi cách để làm dây xích dây dép rồi cách thuần nó như thế nào á. Thì giờ ổng kêu là đăng lên bán giùm ổng. Thì cái là con này thì mắt thì cũng vàng đậm rồi anh em, vàng đậm rồi. Nói chung là cũng chưa đỏ nha anh em. Cũng còn tơ. Chim rất là ngoan nha anh em, không có xích, không có gì mà thò tay bắt nó cũng không có mổ, không có gì hết á. Có nghĩa là ông anh ổng thích dòng săn thôi, nhưng mà ổng không cũng chưa có biết gì về chim săn á, nên là cứ thấy chim săn là ổng mua thôi. Người dân họ bẫy được nha anh em. Thì anh em nào thích thì inbox cho mình nha. Mình bán giùm thôi, chứ mình thì mình không có chuyên bán chim. Mình chuyên bán phụ kiện nha anh em. Anh em nào mà có ủng hộ gì á thì bấm vô cái TikTok shop của mình á. Ở trong trên tường nhà mình á có cái giỏ hàng á. Anh em bấm vô đó anh em tham khảo nha. Còn con này thì bây giờ mình sẽ lấy cái bộ dây dép ra, mình làm dây chân cho nó ha. Đó, mình xỏ dây dép cho nó. Cái này thấy chân nó cũng cũng khá cũng không được to lắm, nói chung là to hơn con Sika, mà cái chân con này nó thịt không à anh em. Nó mềm chứ không phải như mấy cái con mà chim ưng. Chân nó cứng vẫy không à. Còn con này vẫy nó mịn mà chân nó mềm lắm. Mình sẽ chọn cái dép của con Sika mái để mình đeo cho nó ha. Con này là 228g anh em nha, 228g. Mình cũng ít chơi dòng lượng nên là mình cũng không có dám khẳng định nó là chống mái luôn á, mình cũng chưa biết là con này chống nó mắc bao nhiêu. Thôi mình xin chào tất cả các anh em nha, nhớ follow mình nha. Cảm ơn anh em rất nhiều nha.